Như thường lệ, cứ vào khoảng 6 giờ sáng, bà Đoàn Thị Nhị hay được người dân tại ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang gọi là cô Bảy, lại tất bật chuẩn bị áo phao đi đón các em học sinh ở trường tiểu học Long Thạnh 3. Cách trường khoảng 2 cây số. Thế nhưng, với hệ thống kênh rạch chằng chịt như tại xã Long Thạnh của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, việc đi học của các em vô cùng khó khăn. Bởi ngoài việc di chuyển bằng ghe xuồng hoặc cầu khỉ, thì đường đi lại vô cùng xa xỉ vì không có đường. Ở nơi vùng sâu vùng xa như thế này, cuộc sống còn khó khăn nên việc đưa rước con đi học với nhiều người là điều không hề dễ dàng. Nhiều em nhỏ phải bỏ học giữa chừng vì không thể đến lớp. Ở đây thì đi bộ thì khó đi lắm, rồi đi được ghe xuồng rồi đi với có khi té ướt mình, học không được rồi đi về. Rồi nhờ cô Bảy đưa đây, cách đây cũng 3 năm rồi, cũng cảm ơn cô Bảy rất là nhiều. Đưa nó đợi rước nó không có đi làm gì được hết trơn. Đợi có khi có gia người này, có gia người kia. Có khi thì nó đợi em đến 6-7 giờ tối rồi dưới giường chứ. Cái bằng chiều mới về rước. Trường ơi, xuống dạo con ơi. Bẩn ơi, dạ. Tiếng gọi và tiếng máy chạy của vỏ lãi vào mỗi sáng đều đã trở thành hình ảnh quen thuộc với các em học sinh tại đây. Trường tiểu học Long Thạnh 3 có tổng số 425 học sinh, trong đó có 158 em thuộc diện nghèo. Việc làm của bà Bảy thực sự ý nghĩa và thiết thực, như là cầu nối giúp con đường tìm đến tri thức của các em học sinh nơi miền sông nước dễ dàng hơn. Con xin chào cô Đoàn Thị Nhị. Con được biết là ở đây thì cô có chở học sinh đi học miễn phí suốt hơn 4 năm nay rồi. Vậy thì vì sao cô lại có cái suy nghĩ là mình chở các em đi học miễn phí, trong khi đó thì gia đình của mình cũng đang gặp khó khăn ạ? Từ lúc trước mình thấy mình cho cháu nội đi học mẫu giáo đó, rồi mình có cái vở nhỏ ở nhà, rồi cái thấy học sinh ở xóm, cha con cháu ở xóm nó cũng nghèo khổ, rồi mình thấy vậy mình cho nó có gian. Có lúc mà mẹ nó mua cho lít xăng, rồi lúc không có, không sao, mình kệ, mình tự nguyện mình đi mà. Mình thấy hoàn cảnh con cháu nó khổ, nghèo khổ, thì ra mình cũng lớn tuổi rồi, không bằng được gì. Thì mình thôi mình xuất công mình đi vậy, đặng cho cha mẹ nó nhà đi bằng mướn mình thuê, đặng cho nó ăn học để thôi nó dốt nát tội nghiệp nó. Cô thấy hồi mấy năm mà tôi chưa đi đấy ăn, là mấy cô giáo nó lội xuống tới giường là mình mấy ướt hết trơn, sách vở gì mắt đem ra phơi nắng rồi hồi mới học được. Hiện tại thì mình chở khoảng bao nhiêu em học sinh đi học hàng tuần như vậy ạ? 16 đứa là học còn trong từ lớp 1 tới lớp 5. Mà năm nay chắc khoảng 20 đứa rồi. Tại vì mẫu giáo rồi nó lên lớp 1 á, cũng phải chở theo luôn, cho nó đi học luôn. Mình đưa đó là đi ở nguyên ngày, bữa nào thứ 3 thứ 5 là mình nấu cơm á cho học sinh nghèo ăn là mình phải ở tới chiều 4 giờ mới được về. Còn như một buổi thì 11 giờ xuống vỏ về. Ở giữ nó đâu dám bỏ đâu, tại vì mười mấy đứa đặng rồi mình nó có bệnh hoạn cũng phải điện về cho mẹ cha nó xuống lo. Rồi mình cũng có khi nó ít nó nhẹ thì mình mua thuốc rồi cho nó uống, rồi bữa nào đói thì mua mì cho nó ăn, cũng tự phí luôn, không cần cha mẹ nó cho tiền. Hàng tuần thì mình đưa các em học sinh đi học là khoảng bao nhiêu lần trong tuần và kinh phí xăng dầu như thế nào ạ? Tuần là học 5 ngày, tới thứ 2 tới thứ 6 là học 5 ngày. Rồi từng không nghỉ ngày nào luôn. Mà Bảy hồi đó giờ cũng nhờ trời Phật thì không biết nha, không bệnh hoạn gì hết á. Cứ đưa hoài, không có nghỉ ngày nào hết. Bởi học sinh á, trời ơi, học sinh nó cũng học giỏi đó, 16 đứa cho hết 10 đứa học giỏi rồi đó. Rồi nó nói nhờ bà Bảy, con nhờ bà Bảy con đưa con đi mà con không có nghỉ học. Đứa nào cũng vậy, 6 giờ là thức dậy là thay đồ sẵn rồi chờ Bảy rồi đó, là Bảy ghé rước là đi. Đưa được 1 năm cái vô lớp 1, có vô là trường trong Thạnh 3, trong trường này nè. Cái đoàn tài trợ trên thành phố á xuống cái thấy chở cho đi các nhà học sinh cho mấy học sinh nghèo đó, mấy người nghèo hoàn cảnh khó khăn đó, thấy vậy mới mua cho Bảy cái vỏ bự hơn chút, rồi cho Bảy một ngày 1 lít xăng, rồi cho được 1 năm, rồi lâu lâu thì cha mẹ của học sinh nó cho 1 lít 2 lít gì đó thì cho không cho thôi. Có người nghèo quá 4 năm nay không cho lít nào nữa cô, mình cũng không đòi hỏi gì, thấy đang nghèo quá tội nghiệp, kệ mình làm được phước thì mình làm. Mình giúp cho con cháu sau này nó có nên người á, nó cũng nhớ công ơn bà Bảy rồi đó, bà Bảy mới đưa mình đi học á. Mà mỗi lần đi học á nó mừng lắm. Trời ơi con nhờ bà Bảy đưa con đi á, thôi con lội mương lội mà bờ nó ướt mấy chân à. Mà đứa nào mà học giỏi á là bà Bảy khen nha. Đứa nào được học giỏi bà Bảy thưởng.
Rồi nó được giấy khen là nó chạy xuống nó mừng dữ lắm. Bà Bảy thôi, bà Bảy bữa nay con được giấy khen, giấy khen nó mừng dữ lắm, mừng mình thấy mình cũng vui theo nữa. Xin cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi và xin chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục với những công việc thiện nguyện của mình ạ.